đây mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Ôi giời ơi. Cảm ơn. Ôi. Đây em ăn cái súp súp này. Súp tua này. Wow. Và đây. Một em mực mai Quảng Ninh nhé mọi người nhá. Bạn Phúc vừa mới gửi lên cho anh em mình đây. Thấy chưa? À còn một con kia nữa, đây là mực khổng lồ đấy. Khả năng là anh em mình sẽ không ăn hết cả hai con đâu, thì một con này cho cá ăn thôi. Không. Anh bị dở à? Nào. Cho cá ăn. Nào mày thích ăn món gì? Ăn món gì cho nó ngon nhỉ? Người ta hay ăn mực thì gồm có mực sốt, mực xiếc các kiểu. Lẩu. Mình thì ăn món gì trội nhỉ? Gỏi. Gỏi á? Ok. Ăn được không? Chắc là được. Được đấy. Thôi, mình cứ làm một món gỏi nhỉ? À hôm nay mình sẽ nay mình sẽ chế biến hai món con mực này thành hai món nhé. Một là gỏi mực mai và cái thứ hai nữa là ăn lẩu. Rồi bây giờ sẽ đi làm đồ đã. Đồ rất là tươi tươi nhé mọi người nhé. Đồ rất là tươi nhé. Đó chuyển lên cho anh em mình rất là tươi. Đó cực kỳ ngon, mực mai mình anh em mình đã ăn khá là nhiều rồi. Ui chúc tu nó. Nó phải dậy hết chúc tu đi. Đấy bà ơi dĩ đã nhỉ. Đấy. Hay nhỉ, thôi đi. Đi chế biến này. Mổ đã. Anh em mình đã chuẩn bị xong đồ rồi nhá mọi người nhá. À một con mực này và vừa ăn lẩu là vừa ăn gỏi. Bây giờ mình sẽ chế biến cái món gỏi trước. Lặn chanh thì em lặn chanh nhé. Thật ra đây là chỗ chòi cà phê của Mao Đệ nhưng mà ngồi đây thấy đẹp quá. Mình vào đây ngồi cho nó mát. Mọi người có nghe tiếng ồn một chút không? Tại vì bể cá thì nó sẽ hơi ồn một chút nha. Nhưng mà ngồi đây nó cái phong thủy đẹp. Đấy, đây là con mực nhỉ? Mọi người thấy to chưa? Đấy, mực mai Quảng Ninh đấy nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái phần dày nhất của nó để làm gỏi nhá. Ai mà muốn ăn mực mai và các loại hải sản thì cứ liên hệ Phúc Hải Sản mọi người ạ. Anh em mình đã rất lâu năm rồi ăn đồ hải sản của bạn Phúc rồi. Đấy, thấy chưa? Cái làm gọi là. Đi. Đó, thấy chưa? Trắng trẻo chưa? Mình sẽ lấy cái phần ngon nhất này để làm mực nhá. Ai mà muốn ăn hải sản ăn làm gỏi. Ai muốn ăn hải sản thì mình để số điện thoại ở dưới hoặc là xuống vào link Phúc Hải Sản mình để dưới comment nhé mọi người nhá. Đấy, mình sẽ lấy phần trắng như ngọc trinh này để làm gỏi. Đẹp chưa? Ngon chưa? Đấy. Ngọc Trinh mình gọi bằng cụ. Cụ mực. Mực người ta thương hiệu đen. Anh lại đi so sánh với cả trắng. Đấy. Nhưng mà thịt nó nhìn ăn đến rồi, ăn đây nó tươi nhá mọi người nhá. Cực kỳ tươi nhá. Mực mai thì ngon nhất là phần mai. Nhưng mà phần mai thì nữa anh em mình sẽ ăn lẩu. Còn phần này mình sẽ làm gỏi. Không biết là có ngon như gỏi cá hồi không? Anh cái rất mong nhai nhá. Đúng rồi. Ăn một phê. Đó. Rồi mình sẽ dùng dùng khăn để thấm khô cái miếng mực này đi nhá. Giống như gỏi cá vậy, lau khô đi. Thật là tuyệt vời luôn, nhìn một miếng mực này. Mình thấy nó. Đó, đấy chưa. Nó khô thì nó sẽ đỡ tanh nhé mọi người nhá. Ngon chưa? Quá tuyệt vời luôn không? Tôi đã yêu em lâu rồi, sao em chẳng ngờ. Tuyệt vời luôn. Nào, vào đây, đưa cái bát đá vào đây cho anh. Đây. Ai hôm nay nhìn bát đá nó xanh điệu rồi mọi người. Người ta dùng đá dăm, nhưng mà anh em mình không có đá dăm, mình chơi đá cục.
gì, đúng không? Bạn đá nó tự nhiên là cốp rồi. Này. Đáng nhẽ là hôm nào mình phải thay đổi xuống ngồi giữa đợi được nào mùa hè anh em mình xuống ngồi đây ngồi giữa bể cá ăn lẩu cho đẹp nhỉ. Ăn lẩu thì giật chết cá em à? Không, lại nó lại ngửa bụng vết lên lại nhặt gấp chân gấp vào luôn. Thế mày có muốn thay đổi gì không? Thay đổi gì? Khẩu vị không? Không. Làm tí cá coi làm gỏi ngon đấy nhỉ. Về em bắt mấy con của anh lên nhé. Đó, cá thật mỏng nào. Đây nhá, một miếng này. Đặt vào đây. Mình sẽ thái thật mỏng nhá. Sashimi. Sashimi. Sashimi mực trước, tí nữa ăn sashimi cá koi sau. Đó, thật mỏng. Trời ơi. Mọi người đã thấy hấp dẫn chưa? Bữa ăn 100.000 đô. Mực mai khổng lồ. Món ăn này anh em mình đã thèm rất là lâu rồi. Tại vì xem mấy cái ông Trung Quốc ông hay làm, nhưng mà toàn làm sốt rồi chưa làm gỏi bao giờ. Anh em mình lần đầu tiên làm gỏi và ăn gỏi mực nha mọi người nha. Anh ơi, thế này chắc đủ rồi anh nhỉ? Hả? Thế này thoải mái rồi. Thế thôi. Đó. Mày à bỉ. Thế em mượn cái khăn mới. Không tanh đâu nhá. Khăn em lau lau ấy. Cho nó thấm cái lạnh này đi là. Cho nó thấm cái lạnh này đi là ok đấy. Nước chanh nó xít lắm nhỉ. Xít. Chị có thể rửa tay. Oh. Đó, thấy chưa? Mình thái mỏng. Mọi người có nhìn xuyên thấu được không? Đấy, thấy chưa? Nhìn xuyên thấu luôn. Đó. Đây. Để đấy em sợ không mát đâu. Mát quá đi. Quá mát luôn mà chị nó. Được rồi, làm dần ăn dần đi. Thiệt lắm mày biết. Cứ làm đầy đủ một cái đã. Đừng gạn mà. Rồi, ok. Đó sẽ là đĩa gỏi mực. Còn là đây, trong lúc anh em mình thưởng thức gỏi mực nhá, mình sẽ làm một cái nào. Cho một đây. Wow. Anh ơi, làm bát sashimi đi. Sashimi à, tí nữa. Cái này cho vào đây để tí nữa anh em mình chén nhá, cho chín cho chén nhá. Ừ. Nó quê luôn. Ui, nó su coi này. Đó. Được chưa? À, không, anh ơi. Hôm nay em không ăn với cả chín su à. Đây là chín su. Không phải xì dầu. Xì dầu. Thế nên hôm nay em ăn nguyên tí nữa. À, ăn một tạp à? Ăn nước mù tạt xem người ta ăn nước mù tạt ngon lắm. Còn mình sẽ thử món sashimi mực trước nhá. Lạnh chưa? Ui, khá là lạnh rồi đấy. Đó. Đảo cho nó chiều cho nó lạnh. À, sashimi mực thì mình sẽ thử ăn giống như kiểu sashimi cá hồi. Đấy. Một miếng mực này, một miếng mực tươi này. Một lát dưa chuột này. Đó. Một lát cà rốt này. Cà rốt thì cà rốt em chỉ để lắm mà sao anh làm làm vụng đó. Làm lòng hết. Đấy nhá. Ấy. Đùa, phải chấm xin dầu một cặp chứ. Cho em xin miếng đây, tao quẩn cho mày. Không, em thích ăn cơ. Đấy, mình sẽ thử cho nào nữa mù tạc đây. Chứ có tay mà. Mù tạc đây. Khá là thèm rồi. Mình nghĩ là mực mực ngon đấy. Tại vì bây giờ mình sẽ thử cho em xin một con. Bây giờ mình sẽ thử một miếng đầu tiên nhá. Miếng này lạnh này. Vì nếu mà mực mà không tươi ngon ấy thì chắc chắn là ăn sashimi và ăn kia nó sẽ không ngon, là nó sẽ không bao giờ ngon. Mực là phải mực tươi. Đó. Mời tất cả mọi người nhá. Đây cho mọi người xem lại này. Đấy, miếng sashimi của mình này. Rất là mỏng nha. Ngon không anh nhỉ? Giòn lắm.
Không uống một tí tay nào luôn nhá. Ai à, ai à, ai à, ai à, ai à. Thôi không ạ. À. Anh thử xem, người ta ăn cục to rồi. Chắc không bị ăn chín xu rồi mất đi. Không có một tí tanh nào luôn. Mẹ ăn thì nó nhạt. Đúng, sướng chưa? Sốc chưa? Sốc chưa? Ăn thì nó nhạt rồi. Thế nào? Vị thế nào? Mà mời không khỏi phải hỏi vị, mày sốc như thế thì làm sao mà biết được vị được? Phê, phê. Đấy, miếng thứ hai... Khỏi cúm luôn mày ạ. Khỏi cúm. Khỏi cúm luôn. Miếng thứ hai mình ăn sashimi sẽ dùng với chanh nhá. Miếng này mình sẽ ăn không, không ăn với rau rau củ quả nữa. Để cho, úi, để cho nó nguyên chất, nguyên vị. Miếng thứ hai này mình ăn không luôn, quấn quấn mà. Chấm chanh dù mọi người nhìn cái miếng sashimi là biết là nó độ tươi của nó như nào rồi nhá. Ăn ngon phết đấy nhỉ. Nó giòn, nó ngọt, ngon. Thực sự là lần đầu mình ăn gỏi cá mực á. Mọi người biết con mực mai ngon nhất ở đâu không? Đấy là chính là cái mai của nó đây này. Bây giờ mình sẽ cắt cái mai nó và cho vào lẩu nhá. À, mình phải chen cái miếng mình om từ lúc đấy. Mình ăn nguyên cái con cái miếng mực này nha. Mình ngâm chanh. Chấm. Rồi. Ngọt cực, ngon kìa. Chật chật chút chút. Mát mát. Ngon. Cái giòn chật chật đúng không? Cái giòn chật chật đấy. Còn cái mai ơi, hay là làm tí gỏi mai này, cái mai nó là cái giòn nhất. Đúng rồi đây nhỉ. Anh thái ít mai ra làm gỏi đây. Mực mai là ngon nhất ở cái mai nhá mọi người ngon nhá đấy. Nên là mình sẽ thử ăn gỏi bằng... Mời lông bạn nhà bác là khách không mời đến luôn. Tại vì món này là hải sản mọi người ạ, ruồi thích. Đó. Nào, 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 làm tí mai nó không? Cái này phải nặn cho một cái canh không? Một canh đó. Ui, giòn lắm mai quá. Mọi người biết tại sao cái mai nó giòn không? Là vì nhá, khi bơi ở dưới nước là hai cái mai nó phải suốt. Đấy, kiểu nó hay hoạt động ấy thì cái mai nó sẽ rất là giòn. Ây, ây, ây. À, một miếng này. Ngon ngon một lúc. Trên. Ui, có cái đảo đầu cái này không anh? Giảm lửa, giảm lửa. Giảm lửa. Khá là dài. À, miếng này, nào, mở ra để cho mai vào. Cho em chặt cái mấy nhìn nhỉ? Mặt con mút, đó, nó riêng lắm. Đấy. Wow, đây. Mọi người xem quà. Đảo đầu luôn. Thấy chưa? Phê chưa? Thấy độ phê của mực mai chưa? Nó xanh này. Trời ơi. Đấy, bây giờ nó mới hiện nguyên hình nhé. Lúc nãy nó trắng, trắng bây giờ thâm rồi. Thâm rồi. Bây giờ mày mới nguyên hình này. Mực thì làm sao mà trắng được? Bên lõi thì trắng cơ. Rồi, ok. Nào, làm miếng. À đây, từ lúc mình chưa thử cái miếng gọi là... không chanh, không đường, không đá, à không chanh, không ngâm chanh. Mình phải ngâm chanh. Trắng như ngọc trinh.
chỉ việc mút thôi. Đó. Đây là miếng mai rồi nha mọi người nha. À, mai. Miếng này đã. Mấy cái gần mai nó giòn lắm. Ui giòn. Đậu hổ mới dai. Đâu mình cũng phải thử. Nó ăn cái miếng mai ngon quá. Đây. Đây là miếng mai của nó nha mọi người nhá. À quên, thôi. Tại nhà mình tại nhà của mình lộn trộn nên cắn không được nát mới. À, bộ nhà của mình à. Đúng là người ta bảo là mực mai, gọi là mực mai ngon nhất ở Việt Mai là đúng rồi ạ. Giòn. Con khổng lồ này. Mai là nè. Thịt chín đâu. Nhưng mà xúc tu chắc chín rồi. Sẽ làm một miếng xúc tu. Tuyệt vời luôn. Wow. Cho em một miếng. Đây. Tắt hay là nữa? Nửa rồi. Đấy. Ấy cho. Giòn không? Siêu giòn đúng không? Nhưng mà cái này không giòn bằng mai nữa đâu, mai nó mới giòn, tí nữa ăn mai nó mới mọi người mới cảm nhận được độ giòn của nó như thế nào. Cái này phải chấm sốt chua cay. Đấy. Không cái gì ngon bằng hải sản tươi sống nha mọi người nhé. Cứ cái đồ tươi á là tuyệt vời. Anh cá nó muối mặn quá. Mực mai có một cái ngon nhất của nó là mình kết nhất ấy, là nó không bị mặn mặn như kiểu nó ở biển nhưng mà nó không có vị mặn của biển ấy. Mà nó có độ giòn, nó độ ngọt rất là ok, tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ thử cái mai nó. Úi dạ, cái nó mới là ok. Ấy, thấy chưa? Mọi người thấy cái tiếng cắt chưa? Cái tiếng cắt. Anh ơi, chín kỹ đi đi. Chín rồi, chín quá kỹ rồi. Đây nhá. Mực mai mực. Mai của mực mai. Em đợi cho nó sôi tí nữa. Úi dạ. Giòn cơm cắt luôn. À, quên, cứ mải thổi tại vì mình ăn mù tạt nó hay bị sốc. Thổi xong lại bảo là không bóng. Anh em có nghe thấy tiếng gì không? Cật cật cật. Đâu, ôi nó chạy mất rồi. Nó vừa đây mà. Đấy. Đấy. Đúng rồi, tắt đèn. Đó. Tuyệt vời quá. Hay là cho ít nước chanh vào. Bắt quả chanh vào đây một chút. Trời, chua, trời ngon. Giỏi lắm mọi người ạ. Mình sẽ thử cái xúc tu của nó nhưng lại dài hàng mét, và bây giờ nó chỉ còn thế này thôi nhá mọi người nhá. Ây da. Nó còn ạ. Rồi xin phép mọi người cầm tay cái. Bỏng bỏng.